Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn cho bài tập trong sách 1.800 câu trắc nghiệm từ vựng. Và cô Trang Anh sẽ chữa lốt từ câu số 21 đến câu số 30 của bài số 3 phần đồng nghĩa trái nghĩa ở trong sách. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ có từ câu số 1 đến câu số 20 chúng ta đã chữa trong buổi trưa ngày 19 tháng 4 rồi. Bây giờ cô Trang Anh sẽ chữa tiếp từ câu số 21 đến câu số 30 nhé. À, chúng ta sẽ có như sau ấy từ câu số 21 đến câu số 30 của chúng ta sẽ chính là bài tập về phần từ trái nghĩa. Cô sẽ có như sau. Câu số 21 của cô là câu về cụ đúng ạ? Tôi phải pay through the load to get my car repaired the service at a at a service station in the middle of the desert. À, tôi phải trả một cái giá cắt cổ, phải trả rất là giá rất là cao để có cái ô tô được sửa ở một cái ở một cái cái trạm sửa đúng không Ở giữa một sa mạc. Vậy cô sẽ có cấu trúc như sau. Trong này ngoài cái cấu trúc kia ra chúng ta có cấu trúc là get something verb Có cái gì được làm bởi ai? Hơn nữa này, nó sẽ có cụm từ have to. Khi người ta dùng have to cần phải mang nghĩa bắt buộc do yếu tố khách quan đưa lại. Vậy chúng ta sẽ có cụm từ pay through the của chúng ta nghĩa là uh, phải trả một giá rất là cao. Vậy thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta đáp án là ý gì các bạn nhỉ? Nó sẽ có uh, cost a lot of money. Đáng giá rất nhiều tiền. Mình không chọn vì mình cần trái nghĩa. Nên ý B của cô đó là trả quá nhiều cho một cái gì đó. Ý B không phải. Thế yeah. vậy cô sẽ có ý C của chúng ta là gì ạ? Tiêu ít tiền hơn bình thường. Ý C không phải. Vậy cô sẽ chọn cụm từ on the whole. Nghĩa là được miễn phí. Nên cô chọn 21 ý D. Xong câu 21 chuyển cho cô sang câu 22 của chúng ta. Vào ngày 25 của tháng 1 năm 1872. Chưa, 25 tháng 1 năm 1872. Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra trên con tàu Mary Griswold khiến cho tất cả những cái thủy thủ ở trên tàu đó làm sao phải nhanh chóng rời khỏi con thuyền rời bỏ con thuyền vậy cô sẽ có từ bé nên của chúng ta nghĩa là rời bỏ vì ngược với từ rời bỏ là gì chúng ta sẽ có đi từ save for, nghĩa là gì ạ save for là cứu cho đấu tranh cứu lấy nghĩa không phải hold on là giữ giữ chặt không phải take care là chăm sóc vậy cô hai e, cô chọn đáp án là ia à. ngược với từ rời bỏ thuyền nó sẽ là từ stay on ở lại xong cô hai e, chuyển cho cô sang câu 23 của chúng ta Chúng tôi bị bắt Chúng ta sẽ cụm từ forced to do something Bị bắt, đúng ạ Sống trong một môi trường làm sao Như là địa sa mạc nhợ, Hoặc là ở một cái môi trường Chợ, hoặc là ở một cái môi trường một cái bãi rác dịch là một cái bãi rác bắc cực Vậy thì cô sẽ có là sa mạc và bãi rác Bắc Cực Nó sẽ là những cái địa điểm, những cái môi trường rất là khắc nghiệt Thì cô suy ra từ marginal của chúng ta nghĩa là khắc nghiệt, khó trồng trọt, đúng không ạ? Thì cô sẽ có ra từ suburban, từ đấy nghĩa là ngoại ô, oh, không phải Forgotten, bị quên lãng, không phải thì cô sẽ có ý sẽ abandoned, bị bỏ rơi, không phải cô sẽ chọn được đáp án bị bỏ hoang Thì cô sẽ chọn là ngược với cái từ nghĩa Ngược với từ là khó trồng trọt, khó dĩnh lợi Là khắc nghiệt nó sẽ từ advantage Nghĩa là từ advantage của chúng ta nghĩa là thuận lợi Xong câu 24 chuyển cho cô sang 25 của chúng ta Chỉ trong suốt thế kỷ thứ 19 Thì cái việc đọc tâm đấy mới thực sự là một cái việc rất là phổ biến Cô có từ commonplace nghĩa là phổ biến Vậy ngược với từ phổ biến là gì? Cô sẽ có ra từ rare là hiếm Đúng không? Cô sẽ chọn hai từ IA luôn Ý B cô sẽ có từ widely được sử dụng rộng rãi Nếu đồng nghĩa cô sẽ chọn ý B Ý C của chúng ta là sao ạ? Ý C for, every, for everybody use Nghĩa là gì ạ? Cho sử dụng của mọi người không phải Ý D của chúng ta most preferable Nghĩa là gì ạ? Uh, thích hợp nhất không phải Sau câu 24 chuyển được cô sang câu 25 của chúng ta Mặc dù được xây dựng gần 500 năm trước nhưng mà cái nhà thờ đó vẫn còn Nếu mà gọi là mặc dù đã xây dựng từ 500 năm trước Mà nhà thờ đó vẫn còn thì chắc chắn nó phải vẫn còn in, tại, nguyên vẹn Vậy ngược với từ nguyên vẹn là gì? Cô có imperfection Imperfection nghĩa là hoàn hảo Ý B in, incompletion nghĩa là hoàn thành Chúng ta sẽ có ý C của chúng ta in, của Chúng ta nghĩa là lộn xộn Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý D In ruin, bị phá hủy Xong câu số 25 chuyển được cô sang 26 của chúng ta Sau một thời gian dài làm việc Nhờ 26 mình sẽ dịch câu đấy là Sau một thời gian dài làm việc không ngừng Thì mọi nỗ lực, lực của tôi cuối cùng lại kết thúc trong thất bại Thì cô sẽ có từ fail là thất bại Thì ngược cái từ thất bại là gì? Cô sẽ có ý a à, từ break down nghĩa là hỏng hóc Không phải, lost but mát. Vậy ngược cái thất bại cô sẽ chọn được ý C với từ success là thành công Thế vậy cô sẽ có ý D từ collapse từ đấy như là sụp đổ Xong câu số 26 chuyển cho cô sang 27 của chúng ta Dịch là mặc dù không cần thiết Tức là sau ôn tôi có thể cộng tính từ này Mặc dù không cần thiết nhưng mà cái kiến thức trước đây về cái công ty đã làm sao à, cái kiến thức về cái công ty khi mà được áp dụng thì rất là làm sao desirable. Desirable lên là, là đáng được mong đợi, dịch là mặc dù không cần thiết nhưng mà đúng ạ. Một số cái kiến thức đúng không Một cái số kiến thức trang bị dịch là mặc dù không cần thiết nhưng trang bị một số kiến thức trước về công ty khi đăng ký vẫn là đáng được mong đợi. Vậy cô sẽ có từ prior của, của chúng ta, từ prior nghĩa là trước. Vậy hướng với từ trước là gì? Cô có ý đề từ bygone, từ định nghĩa là đã qua. chờ cô sẽ có ý C với từ respective nghĩa là tương ứng. chờ cô sẽ có ý A từ ý B, từ preceding, nghĩa là trước. Vậy cô sẽ chọn được câu 27 là ý A. Subsequent nghĩa là sau. Xong câu 27, chuyển cho cô sang 28 của chúng ta. Do suggest, suggest I'm not in harmony with the aim of our project thì cô sẽ dịch câu đấy như sau dịch là cái đề xuất của bạn không hợp với cái mục đích của dự án chúng tôi vậy cô có cụ từ in hợp nghĩa là hợp với vậy ngược với hợp với nó sẽ là từ gì chúng ta sẽ có ý đề với từ ăn ở company by nghĩa là không đi theo cùng không phải đúng không ạ cô sẽ có ý c từ disagree quý nghĩa là không đồng tình với không phải Thế cô sẽ có ý b của chúng ta với từ indifferent nghĩa là thờ ơ không phải Vậy cô sẽ chọn được 28 của cô là ý A Incompatible with Nghĩa là không tương thích với Cái này cô sẽ là tương thích thì cái này sẽ là không tương thích Xong câu 28 chuyển cho cô sang 29 của chúng ta The re renovation of the national Museum In now nearing completion Completion Cô sẽ có từ completion nghĩa là hoàn thành Cái việc cải tạo Cái viện bảo tàng quốc gia Thì bây giờ sắp hoàn thành đến nơi rồi Thì cô sẽ có từ renovation của chúng ta Nghĩa là hoàn thành À sorry là Cô sẽ có sorry từ đầu từ đọc là renovation nghĩa là cải tạo. Vậy cô sẽ có ya yeah, từ intervention nghĩa là sự can thiệp, không phải. Ý B cô sẽ có từ restoration nghĩa là sự phục hồi, không phải. Đó, nếu đồng nghĩa cô sẽ chọn ý B. Ý C cô sẽ có từ maintenance là sự duy trì, không phải. Vậy cô sẽ chọn là đi để ý D với từ destruction nghĩa là phá hủy hai 29 chuyển ô 30 của chúng ta Vấn đề về về lương không làm sao Không đáp ứng được, không được đề cập tới Trong cuộc họp tuần trước Thì cô sẽ có từ come up nghĩa là đề cập tới Nếu đồng nghĩa cô sẽ chọn từ mention Chứ nhưng bây giờ trái nghĩa cô sẽ chọn từ gì Ý bê cô có từ approach Nghĩa là tiếp cận tới Arrive của chúng ta nghĩa là phát sinh Vậy cô sẽ chọn trái nghĩa với nó cô sẽ chọn từ ignore Nghĩa là thờ ơ Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn Chữa xong được bài đọc bài đồng nghĩa trái nghĩa số 3 ở trong sách 1800 câu. Trưa mai 12 giờ 30 ngày 20 tháng 4, cô Trang Anh sẽ chữa bài số 4 phần từ vựng của sách nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào trưa mai.